Với mong muốn bảo tồn và lan tỏa giá trị của tranh sơn mài truyền thống Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm Tam sắc mạch. Triển lãm trưng bày hơn 100 bức tranh sơn mài truyền thống với nội dung đa dạng, mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật đặc sắc. Triển lãm Tam giác mạch có sự góp mặt của ba họa sĩ chuyên vẽ tranh sơn mài Trần Quang Hải, Nguyễn Trường Linh và Trịnh Quế Anh. Ba tác giả mang đến triển lãm gần 100 bức sơn mài với đa dạng kích thước và nội dung phong phú, trong đó có nhiều tác phẩm mới. Họa sĩ Trần Quang Hải với lối tạo hình mảng miếng ước lệ, đơn giản, nhiều ẩn dụ, bút pháp tự do phóng túng. Họa sĩ Nguyễn Trường Linh lại hướng tình yêu của mình về phong cảnh thiên nhiên, các dấu tích văn hóa cổ như một sự tôn vinh và hoài niệm. Ở đó, con người được hòa trộn một cách nhẹ nhàng vào toàn cảnh, tựa như trong sắc thái thiền. Họa sĩ Trịnh Quế Anh với bút pháp hiện thực đưa người xem đến với những phong cảnh thiên nhiên rất thân quen, với cách nhấn nhá sáng tối và màu sắc đầy nữ tính. Ba tác giả, ba phong cách nhưng cùng một niềm say mê ngợi ca vẻ đẹp tình yêu, phong cảnh và cuộc sống con người bằng chất liệu sơn ta lộng lẫy mà sâu lắng.